Dạ vâng, xin chào toàn thể các bác và anh em đã đến với kênh Hương Sang Audio. Thì được sự tin tưởng của một bác ở Bắc Ninh đã đặt em một con nâng tiếng B3 và một con vang Party House và một bộ mic 5S với giá tiền là rất hợp lý các bác nhé. Nâng tiếng B3 giá 1.100.000 và vang Party House giá 1.600.000 và bộ mic 5S cảm biến tự ngắt giá 1.800.000. Thì con vang Party House này kết hợp với con nâng tiếng này rất hay các bác nhé. Bây giờ mình sẽ test tiếng mic cho bác và anh em nghe. Lên một hê. Đấy, tiếng mic rất ngọt các bác nhé. Một hê, ba bốn năm sáu bảy. Một hê, lên một hê, ba bốn năm sáu bảy bốn. Một hê. Đấy, với giá tiền rất hợp lý cho ba món nâng tiếng B3, vang Party House và bộ mic 5S. Khi bác về bác mới ghép âm ly thì em sẽ cho bác đủ dây jack để bác ghép âm ly. Bây giờ em test tay mic này. Dòng mic này dòng mic cảm biến tự ngắt các bác nhé. Đấy, mic bãi thì em nói trước là có sức sát như này. Lên 1 hê 3 4 5 6 7 4 1 hê 3 4 5 6 7 lên. Nếu chiều nay lỡ hẹn không về thì xuân năm nay xuân sẽ buồn hơn mấy cội mai già. Và mùa xuân quên mặc áo mới, hẹn hò xa xưa để quên tất cả, dành cho em tình yêu rất là. Dù sao anh cũng về, mộng xuân đã chín đỏ, bàn tay nâng niu hoa cúc, bàn tay yêu hát giọt lệ đầy. Đấy, chất âm của dòng mic 5S này tiếng rất tuyệt vời khi mà ghép với con vang Party House. Em sẽ test một đoạn nhạc các bác nhé. Vâng, các bác nào có nhu cầu về dòng vang Party House hay là nâng tiếng B3 hay là mic 5S thì các bác có thể là gọi điện trực tiếp cho bên Hương Giang Audio để đặt hàng các bác nhé. Rồi em cảm ơn tất cả các bác và anh em đã theo dõi video bên em. Chào tạm biệt các bác.